Hello mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một cây. Đây ạ, cây này rất là quen thuộc đúng không? Cây này rất là quen thuộc với tất cả mọi người, nhất là văn phòng ấy ạ. Thì cây này là cây thần tài Thái Lan, lá lớn nhá. Đó, cây thần tài lớn này được du nhập từ Thái Lan và một loài cây kiểng này này ít được nhiều người biết đến nhá. Thì mới xuất hiện trên thị trường gần đây, sở dĩ nó được chú ý là bởi vì cái vẻ đẹp tự nhiên của nó này, lá lớn xanh bóng và ý nghĩa phong thủy rất là tốt nhá. Cái cây thần tài Thái Lan này còn có tên gọi khác là cây thần tài lá lớn này, hoặc là cây thần tài Thái Lan đó. Thì đến nguồn gốc của nó là đến từ Thái Lan và rất là nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam này. Chúng được xếp hạng là cây nội thất sang trọng đẳng cấp nhất. Nhưng có thể nhiều người chưa biết rằng loại thực vật này, nhưng chắc chắn loại vật phẩm này sẽ rất là nhiều người muốn sở hữu cái cây này. Đó. Thì thần tài lá lớn, thần tài này, thần tài Thái Lan này phát triển tự trong tự nhiên và có thể cao hơn 1 mét. Chiều cao này sẽ thay đổi theo chậu trồng của cây và nó sẽ rất là nhỏ gọn nếu bạn chọn loại cây để bàn chậu mini này, và lớn hơn một size khi bạn trồng nó trong các chậu đứng đặt lên đặt bên sàn dưới sàn nhà. Thì đây, trên tay mình đang cầm đây là một loại cây thần tài Thái Lan mini để bàn nha mọi người. Đó, nếu mà mình thay cái chậu đi để cái chậu lớn thì nó sẽ phát triển và to lên, có thể cao khoảng 1 mét đó mọi người. Mình vừa nói xong đấy, cây có chiếc lá to bầu dục nhọn này, cuống lá dài, vành mép nguyên phớn trơn, phiến trên bóng và màu xanh lục đậm nhá. Lá của nó có thể dài tầm 20 đến 40 cm nhé mọi người. Và tán lá rộng khoảng 18 đến 30 cm. Và lá thì rất là ít khi rụng lá nhé, tại vì lá của nó to ấy mà chắc khỏe. Thân của nó ngắn này, nằm sâu trong dưới đất và chưa có ghi nhận về hoa của loài cây này, có nghĩa là chưa biết là cây này có thể ra hoa hay không. Đó. Thì về ứng dụng thì cây thần tài Thái Lan này cũng có thể làm cảnh trong nhà này, ngoài sân vườn, hay là trồng trong những cái chậu kiểu sang trọng hơn để trong nhà đó, có thể làm quà tặng cho người thân này. Đó. Cây trang trí để bàn làm việc, có thể lọc không khí, mang hơi ẩm dễ chịu, ngăn chặn những các chất độc hại cho cơ thể của con người đó. Về ý nghĩa thì cây thần tài Thái Lan này cũng được gọi tên của nó, cũng như là cái tên của nó đấy, thì nó mang ý nghĩa thịnh vượng, phát triển và thần tài tràn ngập nha mọi người. Cây thần tài Thái Lan này, muốn biết là nó hợp với mệnh gì, tuổi gì thì hãy cùng theo dõi hết cái clip này để mình chia sẻ với mọi người nhé. Thì tổng thể quan sát thì bản mệnh của cây thần tài này là mộc, tại vì toàn thân lá của nó màu xanh lục đậm ấy mọi người. Vì thế mà tôi chắc chắn rằng đây là một loài cây mà hợp với những ai có mệnh thủy, à đâu, mệnh mộc và mệnh hỏa nhá mọi người. Mộc sinh hỏa ấy. Đó. Thì bạn không nằm trong cái mệnh này cũng có thể trồng được cây thần tài này hay không? Đó, cái câu hỏi này thì rất là nhiều người mong muốn giải đáp cái câu hỏi là nếu mà hợp với mệnh hỏa, mệnh mộc rồi thì mệnh kim hay mệnh thủy thì có trồng được cái này không? Thì đây, chúng tôi xin nói với mọi người rằng thì những ai yêu thích hoa lá, cây kiểng đều sở hữu và trồng được cây thần tài này. Vì nó không dành riêng cho bất cứ ai, nó là của tất cả mọi người và nó không có tác hại gì đến các bạn. Vì thế mà bạn không phải mệnh mộc, mệnh hỏa thì vẫn có thể trồng cây thần tài này và mọi người
đều sẽ tốt đẹp. Cái cây này nó cũng sẽ, và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người đấy. Nhìn chung thì trong cái nhóm cây nội thất thì khi chăm sóc các bạn cần lưu ý hai loại yếu tố sau. Thứ nhất là về ánh sáng nhé. Cây thần tài này thì ưa bóng râm và thích hợp có ánh nắng nhẹ, không chịu nắng trực tiếp nhé. Bạn có thể đặt cây thần tài này trong phòng làm việc, cửa sổ hay là trồng nó ở nơi nhiều bóng râm. Đó. Nước tưới nhé. Thứ hai là nước tưới thì cây thần tài này không ưa nước, không chịu ngập rũng, và nhất là khi trồng nó trong chậu đặt trong nhà. Nước tưới không được tưới thường xuyên mà mỗi 2-3 ngày tưới một lần cho cái cây thần tài Thái Lan này. Tưới nhẹ ngay gốc cây thôi, không tưới ở lá. Đó. Sử dụng nước giếng hoặc là nước cất qua ngày hoặc là nước mưa sẽ tốt hơn cho tốt hơn bằng nước máy nhé. Và nếu mà cây có bụi bẩn thì mình sẽ lấy khăn lau sạch cái lá ở trên bụi bẩn trên lá nhé mọi người, để cho cây nó xanh mướt hơn và quang hợp tốt hơn, xanh sạch đẹp hơn nhé mọi người. Đấy, cây thần tài Thái Lan này rất xinh đúng không mọi người? Mình nghĩ là ai cũng có thể sở hữu một cái cây như thế này, và mọi người có thể mua về làm cảnh nè, mua về để trang trí cái không gian nhà của mình rất là đẹp đó mọi người ạ. Mọi người thấy không? Cái cây thần tài này rất là đẹp nha mọi người. Mọi người có thể qua showroom 39 cây đời, ngay 39 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nhá, đối diện với Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch đó mọi người ạ. Rất là dễ kiếm nha mọi người. Ở tại showroom đang có hàng sẵn nha mọi người. Đó. Ở trên vườn nhà mình cũng có rất là nhiều loại cây, tất cả mọi loại cây luôn. Các bạn muốn quay cây gì thì mình sẽ đáp ứng hết tất cả các loại cây đó. Đó, vườn nhà mình cây gì cũng có nhé mọi người. Đó. Mọi người xem. Cây thần tài núi. À đâu, thần tài Thái Lan. Mọi người xin lỗi mọi người nha, mình nhầm. Mình nói nhầm thần tài núi luôn. Xinh lắm. Trời ơi mọi người ơi, xinh cực kỳ luôn ấy. Đấy, xanh mướt như thế này mà mọi người. Đó. Về mình vừa nói cái cách ánh sáng hoặc là để tưới nước rồi đúng không? Thì mình sẽ nói thêm về cách bón phân cho cây nhé. Thì mỗi tuần, à cây bón phân thì định kỳ là tầm 2 à 3 đến 5 tháng lần, mình tưới một lần, tưới phân bón phân cho cây một lần, vì loại cây này củ không cần phải bón phân nhiều vẫn sống khỏe mạnh đó. Thì chúng ta chỉ cần dùng các loại phân dinh dưỡng bón cho cây là được, nên là và chúng ta nên dùng cái các loại phân hữu cơ, phân nano tốt cho cây nhé mọi người. Đó. Nhân giống thì nhân giống bằng hạt. Đó. Cây thần tài này thì rất là nhiều ý nghĩa này, mang đến sự may mắn, lộc hưng phát cho gia chủ hay là cho công ty này, thường được trang trí ở nhiều nơi sang trọng nhá. Ngoài ra thì đây là một loại cây công bố là một loại cây mà có tác dụng lọc không khí, loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong không gian sống của chúng ta. Và cây này dùng làm nội thất này, chậu cây kiểng có thể đặt tại các phòng khách, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, và có cây này có thể thanh lọc không khí và một số
khí có độc hại nhá. Gần đây thì cây này hầu hết được khách hàng nhiều nơi ưa chuộng tại vì là cây này có thể trang trí nội thất bàn làm việc này đấy, trang trí theo không gian phong thủy, cải tạo không gian xanh làm quà tặng nhá. Bạn có thể chọn những cây xanh tươi như thế này, lá dày chắc xem phần thân cây khỏe, đảm bảo sức khỏe tốt đó. Lá của nó thành tầng như thế này, sẽ dưới đi từ dưới đi lên và xen kẽ nhau đó, đạt tiêu chuẩn khoảng 45 đến 60 cm đó. Lá thần tài thì hình bầu dục khoảng 20 đến 5 25 đến 50 cm đó mọi người ơi. Lá chắc độ bền rất là cao và cả khi trong môi trường văn phòng và máy lạnh đó, tại vì cái cây thần tài này là cây ưa ẩm mà mọi người ưa râm mà, nên là mình có thể để ở trong nhà, trong phòng làm việc rất là tốt, nó có thể phát triển rất là tốt nếu mà mình trồng trong một loại cây trồng trong cây này có thể trồng trong cái chậu to hơn là cái rễ của nó phát triển, thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt nha mọi người. Thì đó, mình vừa chia sẻ với mọi người về một số thông tin, đặc điểm, ý nghĩa, phong thủy và mệnh. Cây này hợp với mệnh gì đó? Thì cây này hợp với mệnh hỏa và mệnh thổ nha mọi người. À, mệnh mộc và mệnh hỏa. Thì đấy là một số thông tin mà mình chia sẻ với mọi người. Mong làm thông tin của mình chia sẻ thì sẽ giúp ích cho các bạn một số ít về cái kiến thức về các loại cây này, về cái cách chăm sóc, cách trồng đó, và ý nghĩa của cây như thế nào đó mọi người ơi. Nếu mà mọi người mà ai có nhu cầu muốn mua liên hệ cái mua cây này thì mọi người có thể gọi vào số hotline và cái thông tin địa chỉ ở trên tường á, mình có để cho mọi người thấy về mọi người xem, và mọi người có thể gọi cho mình hoặc là ra trực tiếp shop 39 showroom cây đời để có thể sở hữu riêng cho mình một cây, về một cây thần tài như thế này về nhà nhé mọi người ơi, rất là đẹp nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye mọi người ạ.